Chào mừng các chị và các bạn đã trở lại với kênh của em. Trong video ngày hôm nay, em tiếp tục chia sẻ một phương pháp làm đẹp giúp chị em phụ nữ trị nám, dưỡng da trắng hồng từ bên trong bằng lá tía tô. Theo phương pháp hôm nay thì em sẽ thực hiện và chia sẻ cách làm bột tía tô tại nhà, cách pha mặt nạ bột tía tô giúp trị nám, trắng da, mờ vết thâm đối với từng loại da và cần lưu ý những điều gì để mang lại hiệu quả cao. Đã được khách hàng của em sử dụng và mang lại hiệu quả rõ rệt, tích cực nên hàng tháng em vẫn làm để phục vụ các chị em làm đẹp. Và hôm nay ở đây thì em có sử dụng số lượng tía tô là 4kg. Sẽ dùng kéo cắt lấy phần lá và ngọn, bỏ cọng và cuống. Khi chọn lá tía tô để làm bột sẽ chọn lá còn tươi, không bị dập úng, nếu nhà trồng được là tốt nhất. Lá tía tô đã được cắt xong, sẽ rửa 1-2 lần nước cho bớt bụi bẩn. Sau đó pha loãng nước muối. Ngâm rau tía tô trong khoảng thời gian từ 10-15 phút để loại bỏ bớt những vi khuẩn, thuốc men. Sau 15 phút sẽ rửa lại với nhiều lần nước tới khi sạch. Rồi vớt ra một cái rổ nia mẹt có lỗ thoát nước tốt. Sẽ tạo lớp mỏng vừa không dày quá để tía tô khô ráo nhanh. Lá tía tô sau khi đã được rửa xong, sẽ để cho ráo nước, dùng nia mẹt mặt phẳng sạch, thoáng khí để phơi khô. Trong quá trình phơi khô thì sẽ theo dõi thời tiết, tránh để nước mưa vào gây mốc, úng và có mùi hôi. Và thi thoảng sẽ lật trở từ trên xuống dưới cho khô đều. Qua hai nắng thì phần lá tía tô đã được khô hoàn toàn. Dùng tay bóp, lá tía tô có độ giòn. Nếu khi làm trời nắng nhẹ hoặc là không nắng, lá tía tô sẽ bị dai không có độ giòn. Thì các chị và các bạn sẽ bỏ vào chảo và bắc lên bếp để rang tới khi lá tía tô có độ giòn. Khi xay sẽ dễ dàng hơn, bột sẽ mịn. Và bây giờ thì em sẽ chia thành nhiều phần nhỏ bỏ vào máy xay sinh tố để xay thành bột. Khi phơi hoặc là rang thì các chị và các bạn sẽ căn thời gian lá tía tô đang còn ấm, có độ giòn, khi xay sẽ dễ dàng hơn và mịn. Nếu để nguội lá tía tô sẽ bị dai, sẽ khó xay.
tía tô đã được xay thành bột, tiếp theo sẽ dùng rây lỗ nhỏ nhất, sàng để lọc bỏ những cọng cuống cứng to còn sót lại. Vậy là em đã xay xong một phần lá tía tô phơi khô. Bột có màu xanh đậm, rất mịn và thơm. Bây giờ sẽ bỏ vào lọ để bảo quản. Khi đã có thành phẩm bột tía tô, sau đây thì em sẽ đi pha chế công thức mặt nạ trị nám, dưỡng da, mờ vết thâm, phục hồi làn da và một số lưu ý khi sử dụng. Công thức hôm nay thì em sẽ kết hợp với một số nguyên liệu. Nguyên liệu thứ nhất đó là vitamin E. Nguyên liệu thứ hai đó là sữa non dùng để dưỡng da, mặt nạ ngủ, có bán tại các shop mỹ phẩm. Nếu các chị và các bạn nào không có thể thay thế bằng sữa tươi không đường hoặc là sữa chua không đường. Nước cốt chanh tùy theo từng loại da sẽ dùng hoặc là không nên dùng. Các loại da đã dùng tái tạo, bong tróc, lột da, da mỏng đỏ, máu loãng thì không nên sử dụng nước cốt chanh, sẽ gây tổn thương da, cháy nắng và nám sẽ nặng hơn. Nếu da của các chị và các bạn nào đang gặp các vấn đề nêu trên thì không nên sử dụng nước cốt chanh nhé. Bên cạnh đó thì em có sử dụng thêm là một chút mật ong nguyên chất. Để làm một lần đắp thì em có sử dụng các nguyên liệu theo tỷ lệ như sau. 2 thìa cà phê bột tía tô, 2 thìa cà phê sữa non hoặc là sữa chua không đường. Nếu sử dụng bằng sữa tươi không đường là 1 thìa canh. 1 thìa cà phê mật ong nguyên chất. 1 thìa cà phê nước cốt chanh. 1 viên vitamin E loại 1000mg. Nếu da nhờn có mụn thì các chị em có thể bỏ qua vitamin E. Sẽ khuấy đều. Đây là công thức trị nám, dưỡng trắng da, mờ vết thâm mụn, dùng cho da dày, lỗ chân lông to, da khô, nhiều tế bào chết, chưa qua tái tạo. Các chị em và các bạn nên phân biệt được loại da của mình để kết hợp với một số nguyên liệu khác để mang lại hiệu quả cao, không gây tác dụng phụ. Sau khi đã có hỗn hợp mặt nạ từ bột tía tô, nếu có thời gian thì các chị em nên bỏ vào tủ làm mát để đắp được hiệu quả hơn và mang lại cảm giác sảng khoái. Trước khi sử dụng mặt nạ sẽ vệ sinh da mặt thật sạch, lau cho khô ráo nước. Tiếp đó sẽ bôi mặt nạ lên da mặt. Massage nhẹ nhàng trong 5 phút đầu tiên. Sau đó thư giãn trong khoảng thời gian từ 15 tới 20 phút. Rồi lại với nước cho sạch, không sử dụng sữa rửa mặt. Theo công thức này, một tuần nên áp dụng từ 4 tới 5 lần, kết hợp kem dưỡng ban đêm, chống nắng ban ngày. Trong một tháng, làn da sẽ cải thiện rõ rệt trông thấy. Đây là công thức mặt nạ từ bột tía tô giúp trị nám, trắng da, mờ vết thâm mụn, xoa kích lỗ chân lông, da mịn màng, săn chắc, đặc biệt là không mất nắng. Thì các chị em hãy kiên trì sử dụng để có một làn da khỏe đẹp như mong muốn. Cách làm lại rất nhanh và đơn giản, ít tốn thời gian là một lần sử dụng từ 1 tới 3 tháng, vừa tiết kiệm, an toàn mà mang lại hiệu quả cao. Có nhiều công thức từ mặt nạ tía tô phù hợp với từng loại da, xin mời các chị và các bạn hãy tham khảo và tìm hiểu thêm ở phần mô tả phía dưới để chọn công thức phù hợp với làn da của mình, đạt được hiệu quả cao, tránh gây tác dụng phụ. Trong video tiếp theo thì em sẽ thực hiện và chia sẻ cách làm cao tía tô trị nám trị mụn giúp da trắng hồng từ bên trong. Kính mời các chị và các bạn cùng theo dõi, đăng ký kênh để đón xem nhé!
Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các chị và các bạn trong video tiếp theo của em nha.